đừng có tự dối lòng mình cái kiểu mà chỉ cần đối phương hạnh phúc thì con sao cũng được. Ai mà có cái suy nghĩ đó thì làm ơn comment số điện thoại phía bên dưới để khi nào mình rảnh thì mình gọi chửi cho tỉnh lại. Làm người trước hết là vì mình cái đã. Ok, chào mừng tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Theo mọi người thì mối quan hệ mập mờ là như thế nào? Kiểu đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu, hay là cái kiểu mà tưởng là như vậy, chỉ thiếu có nước là thừa nhận bằng lời nói thôi, nhưng mà thật ra lại không phải là như vậy. Và ai trong mối quan hệ mập mờ mà lại hạnh phúc chứ, phải không? Vậy thì hôm nay tất cả mọi người, nhất là những bạn đang trong mối quan hệ mập mờ, hãy cùng mình thoát khỏi cái tình trạng này nha. Mập thì phải mập lộ lộ, mập rõ ràng rồi tập thể dục, chứ mình không có chấp nhận cái kiểu mà mập mờ như vậy. Đầu tiên thì các bạn cần phải xác định xem các bạn có đang nằm trong mối quan hệ mập mờ đó hay không. Những cái dấu hiệu của mối quan hệ mập mờ nó là như vậy nè. Đầu tiên là bạn không biết trong lòng đối phương bạn có vị trí như thế nào. Kiểu hôm trước có thể mặn mà như người yêu, nhưng mà hôm sau lại ngoay ngắt 360 độ, thậm chí bạn cũng không bằng. Thứ hai là thích thì trò chuyện thâu đêm suốt sáng, nhưng mà không thích thì thậm chí nguyên một ngày không có tới một tin nhắn. Thứ ba là bạn hờn giỏi, bạn ganh tị, nhưng mà cũng tự bạn tự an ngồi bán thân mình để tiếp tục duy trì mối quan hệ công tên này. Thứ tư, kiểu bạn đẩy thì đối phương sẽ đi, nhưng mà bạn đứng im thì cả hai cũng đứng im. Tiếp theo, kiểu bạn làm gì cũng sợ, cũng nơm nớp xem liệu bạn làm như vậy có ổn trong cái mối quan hệ hiện giờ hay không. Đã là mối quan hệ mập mờ thì sẽ không có những cái chức năng, những cái tính năng chính mà một mối quan hệ chính thức cần có. Ví dụ như là cả hai có thể chúc nhau ngủ ngon chứ, nhưng mà việc đối phương còn thức hay không, nếu bạn hỏi tại sao đối phương còn thức vậy thì nó lại nằm ngoài quyền hạn của mối quan hệ mập mờ. Rồi tổng kết lại những cái dấu hiệu trên đi. Bạn thành thật với mình là bạn dính bao nhiêu dấu hiệu của mối quan hệ mập mờ rồi. Không sao nếu mà dính hết, vì mình cũng như vậy. Rồi, giờ phút quan trọng đã tới. Hãy cùng mình chống nạnh lên và tìm cách giải quyết cho cái mối quan hệ không tên này. Mọi người có công nhận là con người chúng ta thường sẽ thích làm khó bản thân mình đi ấy. Cách giải quyết vấn đề cũng rất là đơn giản, đó chính là dũng cảm dám tỉnh táo. Phải nói làm sao ta? Có thể là nực cười khi mà yêu vào rồi thì ai lại có thể tỉnh táo chứ, phải không? Nhưng mà cái cuộc đời này cũng có rất là nhiều chuyện mà tưởng chừng là không thể đó, nhưng mà cũng đầy người làm được đấy thôi. Vậy thì tại sao bạn, chúng ta lại không thể? Không phải bạn không có sự lựa chọn, mà bạn chọn mộng mị, bạn không dám buông tay, bạn sợ một cái thực tế là mình và người đó chẳng là gì của nhau, nên bạn thà giữ khưng khưng cái mối quan hệ hiện tại. Nhưng mà bạn thử nhìn lại bạn đi, bạn của hiện giờ, người không ra người, ma không ra ma, thân tàn ma dại. Nói mọi người nghe, một mối quan hệ lành lặn thì sẽ mang lại những cái cảm xúc tích cực cho bản thân, chứ không phải là một sự dày vò về thể xác, cố gượng về thể xác lẫn tâm trí như vậy đâu. Tương tự, một người mà thật sự thích bạn á, là người ta sẽ biết để tâm đến cảm xúc của bạn, sẽ biết trân trọng những cái cảm xúc của bạn, chứ không phải là để bạn tự buồn rồi tự an ủi bản thân bạn như vậy đâu. Bạn nghĩ kỹ lại đi, như vậy có đáng không? Rồi, đừng có tự dối lòng mình cái kiểu mà chỉ cần đối phương hạnh phúc thì con sao cũng được. Làm ơn dẹp cái suy nghĩ đó đi. Ai mà có cái suy nghĩ đó thì làm ơn comment số điện thoại bên dưới để khi nào mình rảnh mình gọi chửi cho tỉnh lại. Làm người trước hết là vì mình cái đã. Gì mà không ưu tiên cảm xúc của bản thân mình, không tự thương lấy mình thì ai thương bạn cho bằng được. Rồi, ở trên mình có đề cập tới cái mối quan hệ mập mờ là cái mối quan hệ mà bạn đẩy thì đối phương đi, bạn đứng yên thì cả hai sẽ đứng yên. Thì nó sẽ tạo cho bạn cái sự ảo tưởng, cái sự confused rằng nếu mà đối phương thật sự không thích mình thì tại sao khi mình hành động thì đối phương sẽ xuôi theo mình.
Nhưng mà bạn đừng quên là còn với hai nữa, là bạn đứng yên thì cả hai sẽ đứng yên. Mình nghĩ với trọng tâm của câu nói trên là với hai mới đúng. Mình thì không biết nhiều về chuyện tình cảm đâu. Mình chỉ biết chuyện tình cảm là chuyện của hai người, chứ không phải là chuyện của một người đẩy rồi một người xui. Ok, ngồi nghiêm túc lại nè. Tiếp theo thì mình sẽ có một cái câu nói dành cho những bạn đang trong mối quan hệ mập mờ là như vậy này. Đâu ngắn còn hơn đâu dài. Thanh xuân có bao nhiêu đâu mà dành hết cho niềm đau. Bạn nên là người chủ động đặt một cái tên trong mối quan hệ đó bằng cách nói thật suy nghĩ của mình cho đối phương nghe. Rồi, dù kết quả có như thế nào thì ít ra bạn cũng đã có thể nhẹ lòng hơn, tự giải thoát mình khỏi cái cảm giác tù túng của hiện tại. Đời, trai không thiếu, gái cũng dư thừa. Làm gì có cái chuyện mà thiếu một người mà không sống nổi cơ chứ. Đừng sợ cô đơn, một mình thì không cô đơn đâu. Cô đơn chính là cái cảm giác mà bạn trong cái mối quan hệ mà thậm chí bản thân cũng không biết mối quan hệ đó là mối quan hệ gì. Đó mới là cô đơn cơ. Và bi lụy có, đau khổ có, chỉ là chưa từng mạnh mẽ dám đứng lên và vượt qua mà thôi. Ok, video của mình tới đây là đủ dài rồi. Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và xem hết video của mình nha. Nếu mà thấy video hữu ích cho bạn thì đừng quên hãy like, share, đăng ký kênh cũng như là comment phía bên dưới cảm nghĩ của các bạn về cái chủ đề của ngày hôm nay nha. Và đừng vội tắt video của mình vì phần sau sẽ là một phần còn thú vị hơn nữa. Đó là đương nhiên những cái mình nói trên đây là những cái mình đã trải qua, và video phía sau là video đích thân mình trải qua cái cảm giác đó. Nói gì nữa bây giờ. Chào tạm biệt mọi người.